Xin chào các bạn, tôi là Đạt, nhân viên kỹ thuật công ty cổ phần W360S. Sau khi cài đặt xong phần mềm FoodZap, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt cơ bản về quản lý nhà hàng, thông tin nhà hàng và cách quản lý phần mềm FoodZap. Đầu tiên chúng ta sẽ vào phần mềm FoodZap. Rồi, chúng ta chọn kế tiếp. Cái máy đầu tiên chúng ta sẽ cài đặt cho nhà hàng của mình sẽ là cái máy điều khiển. Rồi, chúng ta sẽ chọn kế tiếp Next. Chúng ta sẽ chọn không. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần cài đặt chung, sẽ là phần thông tin hoạt động. Rồi, khi các bạn đã ký hợp đồng với công ty về sử dụng phần mềm FoodZap của chúng tôi thì chúng tôi sẽ cấp cho các bạn một cái tài khoản để các bạn đăng nhập vào phần mềm, như là sử dụng bản quyền đấy. Thì bây giờ đây tôi sẽ đăng nhập vào cái thông tin cái để chúng ta sử dụng phần mềm FoodZap bản quyền, đó là cụ thể đó là cái email. Vâng, và sau khi chúng tôi đã đăng nhập cái tài khoản của tôi thì bây giờ tôi sẽ sử dụng phần mềm của mình, bản quyền phần mềm FoodZap. Đầu tiên ta sẽ xây dựng thông tin của một người admin, một người quản lý ấy. Tôi chọn đây là một người quản lý nhà hàng, chúng ta có một người quản lý chung quản lý toàn bộ nhà hàng thông qua phần mềm FoodZap, quản lý và đặt pass cho nó. Ở đây mình sẽ đặt pass cho tất cả mọi chức danh đều là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, sau khi đặt thông tin cho người admin, đó là người quản lý của nhà hàng, thì bây giờ chúng ta sẽ xây dựng những tài khoản user. Tài khoản user ở đây là gì? Tài khoản user ở đây là những cái tài khoản sử dụng cho những cái máy chạm. Đó, những cái máy chạm đó là những cái máy, thường thường là những máy order, những cái máy tắm nét ở quầy bếp, quầy pha chế hoặc là quầy thu ngân. Đó, đó là những cái user, những tài khoản để chúng ta đăng nhập vào sử dụng cái máy chạm đó. Ví dụ ở một nhà hàng này, những nhà hàng cơ bản thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ là có một cái máy chạm. Ví dụ như chúng ta có 2 người order chẳng hạn, chỉ chúng ta cần 2 cái tắm nét, đúng không? 2 cái máy chạm để chúng ta order. Vậy thì chúng ta sẽ cần 2 tài khoản user khác nhau. Ở đây tôi sẽ làm một, đó là tài khoản 2 người order. Người order 1 và tôi cấp quyền cho nó. Cấp quyền ở đây cái người order này chỉ được phép order thôi. Cashier này là tính tiền. Đó, người order này không được phép tính tiền và người ta chỉ là order thôi. Và đây tôi sẽ là một cái tài khoản nữa là người order thứ 2, máy chạm thứ 2. Mà tôi cũng cấp quyền cho họ, đó là quyền order. Sau khi xong 2 người order đi, người order này, người order 2,
Rồi, tôi sẽ tạo một tài khoản của người cashier, đó là người thu ngân ạ. Tôi cũng đặt pass cho họ. Mà tôi cấp quyền cho họ. Cấp quyền ở đây là cái cách người đó sử dụng cái máy chạm được những quyền gì. Ở đây người cashier này, người này sẽ được phép tính tiền. Thứ nhất, và nếu mà trong lúc trường hợp quán đông khách thì người này cũng có thể ra phục vụ trực tiếp quán luôn. Đó là cách order. Tôi cấp quyền họ order luôn. Rồi, bây giờ tôi sẽ xây dựng một cái tài khoản, đó là một cái nhà bếp đi, kitchen. Và tôi là pass. Sau đó tôi cấp quyền cho họ, cũng nhà chỉ là không được tính tiền. Bây giờ còn một vị trí nữa tôi sẽ đặt, đó là vị trí quầy pha chế bartender. Tôi đặt pass và tôi cấp quyền cho họ. Rồi, các bạn có hình dung ra không ạ? Tôi đã cài đặt xong thông tin cơ bản, đó là thông tin của một người quản lý. Đó, người quản lý là sao? Thì người ta sẽ đăng nhập quyền, đăng nhập vào cái máy chủ để quản lý toàn bộ thông tin của nhà hàng. Và các tài khoản user này chính là những tài khoản của những người order, những người bếp, những người thu ngân, đó, những người pha chế có những cái máy chạm để phục vụ cho nhà hàng. Sau khi tổng quan chung, chúng ta cài đặt các thông tin cho về người quản lý, rồi các thông tin về các người sử dụng máy chạm, thì bây giờ chúng ta sẽ cài đặt thông tin về nhà hàng, about the restaurant. Ở đây chúng ta sẽ có cái logo của nhà hàng. Tôi sẽ lấy cái logo của bên công ty chúng tôi. Xong. Đây, vậy là tôi sẽ được logo của cái nhà hàng và thông tin nhà hàng, tên của nhà hàng. Thì tôi sẽ chọn tên công ty của chúng tôi, W360S Corporation. Đây, chúng tôi đặt là công ty cổ phần W360S. Rồi, và chúng tôi ví dụ như là chúng tôi đặt đây là 20 bàn thôi, nhà hàng chỉ có 20 bàn thôi. About bill, ở đây tôi sẽ chọn format là tiếng Việt, Việt Nam. Việt Nam đâu? Castrory. Đây là cái làm tròn, chúng tôi chọn làm tròn. Và đây là thuế, phần test. Chúng tôi sẽ chọn là không. Tại vì nhà chúng ta thường tính giá tất cả các đồ, tất cả các đồ phục vụ chúng ta đều bao gồm cả thuế và đấy rồi, chúng ta không cần phải ghi riêng nữa. Rồi, và chúng ta đã xây dựng xong thông tin nhà hàng, thông tin người quản lý và thông tin các người phục vụ, người order, người bếp, người tính tiền và người pha chế. Chúng ta sẽ chọn lưu. Rồi, để tôi sẽ đã giới thiệu xong thông tin hoạt động của nhà hàng. Rồi, chúc các bạn thích.